Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe trên website mạng y tế vn làm gì khi ngôi thai là ngôi. Mông ngay trước khi sinh, hầu hết các bé đều xoay đầu xuống dưới và có đầu nằm trong khung chậu của mẹ. Điều này giải thích vì sao hầu hết trẻ đưa phần đầu ra ngoài trước tiên. Tuy nhiên, đôi khi bé xoay phần mông hoặc chân xuống dưới. Khi em bé ở vị trí như vậy, trước khi sinh, ta gọi là sinh ngôi mông hoặc ngôi ngược. Thế nào là ngôi mông, ngôi ngược? Ngay trước khi sinh, hầu hết các bé đều xoay đầu xuống phần dưới của tử cung và đầu nằm trong khung chậu của mẹ. Điều đó giải thích vì sao hầu hết trẻ sinh ra đời đều sổ phần đầu ra ngoài trước tiên. Đôi khi em bé xoay phần mông hoặc chân xuống dưới. Khi em bé ở vị trí như vậy, trước khi sinh, ta gọi là sinh ngôi mông hoặc ngôi ngược. Nhiều em bé nằm ngược trong giai đoạn sớm của thai kỳ. Nhưng hầu hết các bé sẽ xoay đầu lại ở giai đoạn cuối thai kỳ hoặc thời điểm gần lúc sinh. Những em bé sinh non có nhiều khả năng sinh ngôi mông. Trong những trường hợp đa thai, nghĩa là từ hai thai trở lên, một hoặc cả hai bé có thể là ngôi mông. Bất thường về lượng nước ối xung quanh em bé có thể là nguyên nhân gây sinh ngôi mông. Khi gần đến ngày sinh, bác sĩ sẽ cho bạn biết thông qua khám lâm sàng, siêu âm hoặc cả hai nếu em bé của bạn là ngôi mông ngôi mông có thể sinh thường mà không cần mổ lấy thai trẻ ngôi đầu thường được sinh thường ngả âm đạo an toàn hơn và dễ dàng hơn những trẻ ngôi mông tuy nhiên một số em bé sinh ngôi mông cũng có thể được sinh ra một cách an toàn qua ngả âm đạo trẻ sinh ngôi mông có thể gặp nhiều biến chứng hơn một em bé ngôi mông có thể rất nhỏ hoặc có thể bị khuyết tật khi sinh ngôi mông em bé ngôi mông được sinh ngả âm đạo có nhiều khả năng bị tổn thương trong hoặc sau khi sinh hơn so với các em bé được sinh ngôi đầu. Em bé sinh ngược được sinh ngã âm đạo cũng có nhiều khả năng mắc dị tật bẩm sinh ở hông và xương, đùi. Ngoài ra, các biến chứng ở dây rốn cũng dễ xảy ra ở trẻ ngôi mông sinh ngã âm đạo. Ví dụ, dây rốn bị chèn ép khi sinh có thể gây ra tổn thương thần kinh và não do thiếu oxy. Các bác sĩ thường chỉ định mổ lấy thai cho những thai kỳ ngôi mông còn gọi là C-section tuy nhiên cũng có một số nguy cơ liên quan đến mổ lấy thai như nhiễm trùng chảy máu và thời gian nằm viện dài hơn cho cả mẹ và bé làm gì khi ngôi thai là ngôi mông quan trọng là phải khám thai định kỳ bác sĩ sẽ cho bạn biết khi em bé của bạn là ngôi mông và giúp hoạch định những việc cần làm một số bác sĩ sẽ chọn phương pháp mổ lấy thai một số khác có thể hướng dẫn cho thai phụ những bài tập ở nhà để có thể giúp em bé xoay đầu xuống dưới một số bác sĩ cố gắng xoay em bé trong tử cung người mẹ bằng một thủ thuật gọi là ngoại xoay thai nếu phương pháp này thành công và em bé xoay xuống có thể theo dõi sinh thường qua ngả âm đạo ngoại xoay thai là gì ngoại xoay thai là một cách để biến một em bé từ ngôi mông thành ngôi đầu trong tử cung người mẹ nói cách khác ngoại xoay thai có nghĩa là xoay em bé từ bên ngoài bụng của mẹ để nó chuyển sang vị trí đầu quay xuống dưới Bác sĩ sẽ sử dụng bàn tay của mình để xoay thai từ bên ngoài bụng. Khi nào thì thực hiện ngoại xoay thai? Ngoại xoay thai được thực hiện vào cuối thai kỳ, khoảng sau tuần thứ 37 của thai kỳ. Nên tiến hành ngoại xoay thai cho những đối tượng nào? Phụ nữ mang thai kỳ bình thường có thể được ngoại xoay thai, không thực hiện ngoại xoay thai cho những phụ nữ sau đây: chảy máu âm đạo nhau tiền đạo nằm gần hoặc che đường ra của tử cung, còn Gọi là lỗ trong cổ tử cung, non-stress test không đáp ứng thai nhỏ bất, thường thiểu ối bất, thường tim thai ối vỡ sớm, song thai hoặc đa thai. Những nguy cơ của ngoại xoay thai là gì? Ngoại xoay thai có một số nguy cơ, bao gồm sinh non ối vỡ sớm, mất máu cho bé hoặc mẹ suy, thai dẫn đến phải mổ lấy thai cấp cứu em bé có thể trở lại vị trí ngôi mông sau khi thực hiện ngoại xoay thai mặc dù khả năng xảy ra những biến chứng này thấp một số bác sĩ không thích sử dụng phương pháp ngoại xoay thai làm gì nếu bác sĩ và tôi quyết định ngoại xoay thai ngoại xoay thai thường được thực hiện trong bệnh viện trước khi tiến hành bạn sẽ được siêu âm để xác định em bé là ngôi mông bác sĩ cũng sẽ thực hiện non stress test để đảm bảo rằng nhịp tim của em bé là bình thường một số xét nghiệm máu sẽ được thực hiện và một bác sĩ gây mê sẽ được thông báo về ca xoay thai của bạn nhằm đề phòng trường hợp bạn cần được mổ lấy thai khẩn cấp sau đó bạn sẽ được tiêm thuốc qua đường tĩnh mạch để làm giãn cơ tử cung thuốc này rất an toàn không có nguy cơ cho em bé bạn nắm ngửa trên giường bác sĩ sẽ đặt tay của mình ở bên ngoài bụng của bạn sau khi xác định vị trí đầu của em bé bác sĩ sẽ nhẹ nhàng cố gắng xoay em bé về ngôi đầu điều gì sẽ xảy ra sau thủ thuật ngoài xoay thai khi thủ thuật được hoàn tất bác sĩ sẽ thực hiện non stress test một lần nữa nếu mọi thứ đều bình thường, bạn sẽ không phải ở lại bệnh viện. Nếu thủ thuật này không thành công, bác sĩ của bạn sẽ giải thích với bạn về khả năng sinh ngả âm đạo hoặc mổ lấy thai ngay lập tức. Bác sĩ cũng có thể đề nghị lặp lại thủ thuật ngoại xoay thai. Tỷ lệ thành công của ngoại xoay thai, tỷ lệ thành công trung bình là khoảng 65. Thậm chí nếu thủ thuật thực hiện thành công lần đầu tiên, vẫn còn có một khả năng em bé sẽ quay trở lại vị trí ngôi mông tỷ lệ thành công của ngoại xoay thai phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm tuổi thai lượng nước ối số lần mang thai cân nặng thai vị trí bánh nhau vị trí của em bé nội dung bài viết đến đây là kết thúc hy vọng bài viết sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe